Thánh điện La Vang là trung tâm thánh mẫu toàn quốc của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Mỗi năm có hàng triệu tín đồ đạo Công giáo về hành hương. Đây là một trong ba trung tâm hành hương Công giáo được chính quyền Việt Nam công nhận, thuộc Tổng giáo phận Huế. Theo tư liệu đặt ở khu vực Thánh điện La Vang, dưới triều đại vua Cảnh Thịnh lên ngôi năm 1792 với chiếu chỉ cấm đạo. Ngày 17 tháng 8 năm 1798, một số các tín hữu ở gần đồi Dinh Cát nay là huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam phải tìm nơi trốn ẩn. Họ đã đến lánh nạn tại núi rừng La Vang, nơi rừng thiêng nước độc, hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu ăn, bệnh tật, sợ hãi quan quân, sợ thú dữ. Các tín hữu chỉ biết một lòng tin cậy phó thác vào Chúa và Đức Mẹ. Các giáo dân ngồi cùng nhau dưới gốc cây đa cổ thụ, cùng nhau cầu nguyện, an ủi và giúp đỡ nhau. Một hôm đang khi cùng nhau lần hạt kính Đức Mẹ, bỗng họ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặt áo choàng rộng, tay bồng chúa Hải Đồng, có hai thiên thần cầm đèn trầu hai bên. Họ nhận ra ngay Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ bày tỏ lòng nhân từ, âu yếm và an ủi giáo dân vui lòng chịu khó. Đức Mẹ dạy hái một loại lá cây có sẵn xung quanh đó, đem nấu nước uống sẽ lành các chứng bệnh. Mẹ lại ban lời hứa, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện. Sau đó, Đức Mẹ còn hiện ra nhiều lần như vậy để nâng đỡ và an ủi con cái Mẹ trong cơn hoạn nạn. Từ đó đến nay, truyền thuyết về câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại núi rừng La Vang qua các thế hệ được loan truyền khắp nơi. Và nhiều người chân thành tin tưởng đến cầu khấn Mẹ đều được ơn theo ý nguyện. Đức Mẹ La Vang thường được biểu tượng bằng một phụ nữ mặc áo dài. Với các tín đồ đạo Công giáo, đến Thánh điện La Vang người ta cảm thấy như đến được bến bờ của bình an trong tâm hồn, vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Ở Thánh điện La Vang còn một khu vực gọi là Tháp Chuông của đền thờ Đức Mẹ La Vang được khởi công xây dựng từ năm 1925, khánh thành năm 1928. Năm 1961, đền thờ này được sắc chỉ nâng lên bậc Vương cung Thánh đường. Mùa hè năm 1972, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang bị hư hại do chiến tranh, chỉ còn lại di tích Tháp Chuông. Ngày 15 tháng 8 năm 2012 đã diễn ra lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang mới. Về kích cỡ, đây là công trình lớn nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam từ trước đến nay. Ngôi thánh đường được thiết kế theo phong cách kiến trúc Á Đông truyền thống Việt Nam, có sức chứa lên đến 5.000 người. Đến hiện nay, nhiều hạng mục cơ bản được hoàn thành và hứa hẹn khi đưa vào sử dụng thì đây sẽ là một địa điểm hành hương quy mô, tôn kính bậc nhất của thế giới. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiền vinh, Mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con dâng Mẹ đến tâm hồn đầy trí khôn, cả di vãng cả hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn con cương quyết gắng đi tới, trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy Mẹ Maria. Tại vị trí được cho là nơi Đức Mẹ hiện ra gần gốc cây đa cổ thụ, một tượng đài hoành tráng đã được xây dựng với hình tượng ba cây đa và Đức Mẹ La Vang ở chính giữa. Đức Mẹ thường được thể hiện bằng hình ảnh một phụ nữ mặc áo dài bế đứa bé cũng mặc trang phục áo dài. Ngoài ra, trong khuôn viên thánh địa còn có giếng nước Đức Mẹ La Vang, nơi mỗi tín đồ khi tới đây đều uống một ngụm nước để tỏ lòng thành kính với Đức Mẹ. Hàng năm vào ngày 15 tháng 8 tại La Vang thường có tổ chức lễ hội hành hương, gọi là kiệu. Cứ 3 năm lại có một kiệu lớn, gọi là Đại hội La Vang. Đây là một lễ hội lớn và khá độc đáo ở Quảng Trị, không chỉ của riêng Công giáo địa phương mà còn có nhiều tín đồ Công giáo các nơi tới tham dự. Bên cạnh đó, người Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ vẫn tổ chức các đại hội thánh mẫu để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ La Vang. Người hành hương về nơi này có thể mua được lá cây vàng, một loại lá thường dùng sắc thuốc hoặc uống mát, lành và có khả năng kháng khuẩn, rất tốt cho phụ nữ sau khi sinh nở. Không những thế, khách thập phương đến đây là để hành hương và cầu xin những ơn lành mà người Công giáo tin rằng Đức Bà sẽ ban ơn như ý. La Vang đã trở thành thánh địa hành hương quan trọng nhất của người Công giáo Việt Nam.